Các con thân mến, chúng ta đã cùng nhau chơi một trò chơi khởi động và chúng ta đã biết được khi đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi cho những từ ngữ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn. Và để trả lời cho câu hỏi ở đâu thì chúng ta sẽ sử dụng những từ ngữ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn để trả lời đấy. Đó cũng chính là nội dung của bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu các con đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho các câu sau đây. Câu A, bạn Mai học ở trường tiểu học Đại Yên. Câu B, em ngồi ở bàn thứ tư, dãy trong cùng. Và câu C, sách của em để trên bàn. Khi đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho các câu đã cho, thì trước tiên các con cần phải xác định những cụm từ nào chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn trong câu đó. Vậy, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và hoàn thành bài tập này. Cô sẽ dành cho các con 3 phút để các con hoàn thành nhé. Bây giờ các con hãy nhấn nút tạm dừng và hãy căn thời gian 3 phút chúng mình cùng thực hiện bài tập nào. Xin mời các con. Thời gian 3 phút đã hết rồi. Các con đã làm được bài tập chưa? Chúng ta cùng đối chiếu với đáp án của cô nào. Trước tiên, cô sẽ xác định những từ ngữ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn trong từng câu. Ở câu A thì từ ngữ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn là gì nhỉ? À, đó chính là trường tiểu học Đại Yên.